Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chế cho một cái đèn bàn học. Đây có một cái chụp lớn, một cái chụp nhỏ, một cái ống nước và dụng cụ gồm có một cái dao gọt giấy, một cái hộp quẹt, à, cụm băng keo, một bóng đèn led. Sau đó chúng ta sẽ hơ nóng cái dao gọc giấy, chúng ta sẽ khoét một cái lỗ cái lỗ này để làm gì các bạn biết không? Cái lỗ này là đấy ấm ba la. Cái lỗ này là để nhét cái công tắc vào. Cái công tắc này để bật tắt cái đèn của chúng ta đó. Sau đó chúng ta lấy hột quẹt đốt cái đầu chụp bóng nước sao cho nó rất là mềm. Rồi lấy cái chú quýt chọt vào nhắm mắt nha các bạn Ôi tôi nói đùa đó Ở vậy thôi chớ mở mắt đi Chọt cho đúng và thẩm mỹ Đưa cái đế bóng đèn vào Công đoạn tiếp theo là chúng ta để bóng đèn Gắn bóng đèn hai chân thắt một vòng sao cho bóng đèn cố định nhập hai sợi dây lại dập chúng lại với nhau đưa vào cái máng nhỏ đây là cái ống giảm của ống nước hơi lửa dùng vít chọt một lỗ sau đó chúng ta lấy dây điện chọn nó vào dây điện này có nhiệm vụ là cung cấp nguồn điện 220 và cho bóng đèn thắt gút một vòng sao cho đừng có ruột nếu chúng ta kéo mạnh sẽ bị vượt tước dây điện xe một vòng sổ vào cái lỗ đưa vào công tắc ngoái vài vòng nhớ sao cho đừng có dây điện tưa ra nhé dùng bóng teo hơi lại dây còn lại câu vào công tắc bên kia xe vài vòng Đưa ống teo lên Chúng ta hơi lửa Quá gọn gàng Ấn công tắc vào Công đoạn cuối cùng cũng đã sắp hoàn thành Cắm điện xem nào Bật công tắc Gắn bóng đèn Thích màu vàng thì gắn màu vàng Thích màu xanh thì gắn màu xanh Dùng hút quẹt Hơi lửa cho ống nhựa mềm Uống công theo sở thích của chúng ta Thế tại chúng ta có một cái đèn để nơi đọc sách Bà ngủ, phòng khách chúc các bạn làm thành công các bạn nhớ cho mình một like và ra đường các bạn nhớ đem theo khẩu trang mang vào trong mùa dịch này